Kính thưa gia đình và tất cả quý vị quan khách kính mến, hôm nay phải nói là gia đình của ba má Tư rất là vinh hạnh được đón tiếp một người anh có một ngón đàn rất là điêu luyện, đó là danh cầm nhạc sĩ Văn Hải. Xin tất cả quý vị quan khách cổ vũ cho nhạc sĩ Văn Hải một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Và Hùng Thái xin mời anh Văn Hải thế anh Xuân Tài dịch tí xíu theo lời yêu cầu. Anh ơi, em lỡ bán vé rồi anh ơi. Và bây giờ chương trình sẽ được liên tục và mời tất cả quý vị quan khách hãy thưởng thức qua tiếng hát của một người chị hôm nay cũng đến đây để dự trong buổi kỳ cơm của ông ngoại hôm nay tại tư gia của ba má Tư, đó là chị Kim Phượng. Xin được kính gửi đến ba má Tư cùng toàn thể tất cả quý vị quan khách với bài ca tân cổ được mang tên Chuyến tàu hoàng hôn. Xin trân trọng kính mời tiếng hát chị Kim Phượng. Kim Phượng xin chào tất cả quý quan khách. Con có mừng không? Vỗ tay đi! Vỗ tay lên!
anh đó kìa. Dạ. À, Hùng Thái xin thay lời tiếng hát của người chị, đó là chị Kim Phượng, một lần nữa chân thành cảm ơn rất nhiều, cảm quá thân thương của gia đình và tất cả quý vị quan khách Kim Bến đã gửi tặng.